Xin chào tất cả các anh chị nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị thay đổi cái mã code lớp trên cái sách IQ online. Đầu tiên mình sẽ nhập cái mail của mình vào, sau đó mình đăng nhập ha. Thì các bạn nhớ trước khi đăng nhập cái mail thì ở trong cái trang sách này á, sách của các bạn ở trường gửi về cho các bạn thì nó sẽ có một cái mã. Các bạn nhập cái mã vào để nhập cái mã đó vào cái IQ online này thì cái sách nó mới hiện ra nha các bạn. Khi các bạn nhập sai rồi thì nó sẽ rất là phiền phức nha. Chọn sai sách sẽ rất là phiền phức. Và sau đó các bạn sẽ bấm vào cái cuốn sách này. Đây. Ở đây sau những cái phần này là các bạn sẽ làm cái bài tập trên IQ online. Các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ bắt đầu làm từ từ bài bao nhiêu đó. Ở sách này nó có 5, 6, 7, 8 nè, có 1, 2, 3, 4 nữa, nhưng mà ở đây là mình đã nhập cái mã lớp của thầy vào rồi. Khi để cho nó chắc ăn á thì các bạn phải vào cái trang class này để các bạn đổi cái mã lớp. Đây, khi mà các bạn nhập cái mã lớp rồi thì nó sẽ hiện lên cái chỗ này nè, you are currently in đó, thì các bạn sẽ nhập cái mã lớp của thầy Bảo vào đây. Rồi các bạn sẽ ấn lưu lại. Ha. Đó, thì nó sẽ hiện như vậy là được rồi. Sau đó các bạn trở lại. Hôm về lại cái sách của mình ha. Rồi các bạn ấn vô lại một lần nữa coi nó đã hiện lên cái mã lớp của thầy chưa. Nếu mà đã hiện lên đầy lên như vậy rồi là ok ha các bạn ha. Đó, các bạn nhớ ấn lưu lại để cho nó lưu lại cái lớp của mình nha, thì nó mới hiện về cái hệ thống của thầy, thì khi đó cái danh sách nó mới có nha. Có tên của bạn và có tên bài tập của các bạn. Thì ngoài ra có cái phần writing này nè. Các bạn nếu mà muốn đọc bài thì các bạn ấn vào đây để các bạn đọc cái bài viết vào nha. Nhưng mà cái phần đọc viết của thầy Bảo thì không cần. Chỉ cần các bạn hoàn thiện hết các activity này là được rồi. Rồi, chúc các bạn thành công nha.